công bố quyết định của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận và bổ nhiệm phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng ngãi sáng nay phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh trần hoàng tuấn đã chủ trì lễ công bố quyết định về công tác cán bộ đối với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng ngãi Giám đốc Sở Nội vụ Tạ Công Dũng đã công bố quyết định số 1217 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Sương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 về công tác tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trong thời gian 5 năm kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 đến ngày 15 tháng 8 năm 2028. Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn chúc mừng bà Huỳnh Thị Sương. Mong muốn trên cương vị mới tiếp tục tu dưỡng sàn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Ban Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh trong thời gian tới phát biểu nhận nhiệm vụ mới tân giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch huỳnh thị sương cảm ơn sự tin tưởng của cấp trên hứa sẽ cố gắng nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao